việc quyết tâm của các thủ thành công là rất lớn. Họ đã thì Ngọc Duy, đó là pha xử lý của Nista. Alonium, không có pha phạm lỗi của đội chủ nhà. Nista, pha phản công nhanh của các cầu thủ áo đỏ. Alonium, Francois. Nista, nhưng nó là một tình huống mà bóng đã đi đúng vào vị trí của thủ môn Thế Anh. Trận đấu đang diễn ra sôi nổi với tốc độ cao và với chất lượng chuyên. Quả tranh chấp rất quyết liệt. Bảo Khanh, vào số 3 của đội tuyển Việt Nam. Phước Tứ cùng với Như Thành, người ở bên kia chiến tuyến, đã thi đấu rất hay trong màu áo của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup năm 2008 và góp phần rất lớn vào. Bảo Khanh, không còn một tốc độ khá chóng mặt như trong phút đầu tiên, không còn những cơ hội thực sự nguy hiểm mà các thủ hai đội tạo ra. Trọng tài đã thổi phạt Nista. Nista đã phạm lỗi với hậu vệ cánh phải của, đó là tình huống xử lý của Bảo Khanh. Sẽ có một thẻ vàng. Tình huống đột phá của Nista. Francois. Quả tạt của Nista. Đó là tình huống mà Alonium đã căng ngang rất đúng tầm để Nista băng vào. Trước đó cũng phải kể đến một tình huống cản phá khá lỗi vừa rồi, rất thiếu ý đồ của thủ phòng Nista. Băng lên của Alonium, dứt điểm. Nista, thì quân khu 4 vẫn đang dẫn trước Cao Su Đồng Tháp với tỷ số 1-0 và rất có thể Cao Su Đồng Tháp sẽ phải đón nhận trận thua đây. Cần phải thể hiện bản lĩnh của một nhà đương kim địch trong trận đấu ngày hôm nay đã. Nista đánh đầu, không vào. Cú đầu vừa rồi là của trung vệ Phước Tứ, không vào. Vẫn là Phan Xoa dứt điểm, vẫn không vào. Phản xạ chính xác. Cú đá vừa rồi là của Nista. Alonium rất hay. Nista, wow. Chúng ta thấy một dấu hiệu không may mắn của thể công trong trận đấu này. Cú dứt điểm rất căng vừa rồi là của Công Huy. Trước đó phải kể đến pha đánh con của Nista, bóng đã đập vào chân Mavasi. Nista, một lần nữa các cầu viên của đề công lại có dịp ăn mừng. Đường truyền tuyệt vời của Nista không thể chê vào đầu được pha phối hợp vừa rồi của
chuyền bóng hợp lý của Quốc Long. Người chuyền bóng tiếp theo lấy đất. Cú dứt điểm quá nhẹ, cú đít à. V-League 2009 của đội sức giữa Cách Men Micro Nam Định và Thế Công. Tỷ số trên sân lúc này. Nguy hiểm. Đầu của hiệp 1 yêu cầu trong trò của mình chơi một cách kỷ luật với những tình huống tổ chức xuất phát từ các tiền vệ trung tâm. Vì ở ít phút vừa qua trận đấu, trong trò của tài cho rằng người dẫn điểm là Ngọc Duy đã ở vào thế biệt vị. Trong suốt Eden để có được một sự tiếp ứng cần thiết và tạo ra được một tư cách cụ thể với những miếng phản công có thể nói là sở trường của mình. Pha băng lên và dứt điểm của Roberta. Do không có cơ hội đá chính. Đây là lúc mà Thế Công cần phải có sự hỗ trợ. Pha dứt điểm bằng đầu rất kỹ thuật của vận may một lần nữa mỉm cười với cao thủ chủ nhà. Một tình huống phạm lỗi ở ngoài vòng cấm địa. Hợp lý của Xuân Hợp. Chúng ta vẫn xem lại pha dứt điểm bằng đầu rất kỹ thuật của Roberta. Quốc Long pha tỉa bóng rất tinh tế. Rubenista rất nguy hiểm. Văn Quyến pha bóng thiếu tập trung của Văn Quyến. Đắc Khánh không được. Pha xử lý của Roberta. Oliveira. Duy Linh. Xuân Thành. Pha đón hụt bóng, chuyền vào rất chống trả Roberta. Tỷ số là 1-0 cho Thế Công. Rất giống với trận đấu ở Khánh Hòa, Thế Công chơi bế tắc nhưng lại là đội mở tỷ số. Người đá chuyền vào là Đào Xuân Thành. Đây là tình huống rất giống với bàn thắng của Thế Công trên sân Vinh khi gặp Sông Lam Nghệ An. Đó là tình huống mà Bảo Khanh đã chuyền vào trong Jalonium. Lần này là Đào Xuân Thành và Roberta.
Văn Tuấn đón hụt bóng và để lộ khoảng trống. Xuân Thành đá chuyền ngược lại rất hợp lý. Romanista trở thành cầu thủ thứ 7 của Thế Công ghi bàn ở mùa giải này. Mita. Trọng tài Vũ Hoài đã không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Như vậy người dứt điểm đó là Mita. Tỷ số được tăng lên là 2-1 cho cầu thủ Thế Công. Mita đã đánh lừa được thủ môn Phan Van Santos. Nhưng pha ăn mừng bàn thắng như thể nói rằng tôi là Mita. Bàn thắng của Mita được ghi ở phút thứ 88 và cơ hội để Thế Công giành chiến thắng trong trận đấu đầu tiên dưới quyền của...